Còn một mệnh đề kế tiếp đó là mệnh đề thứ 5 của Hoa Văn Thọ. Xin hỏi 8 câu trong bài ngày 29 tháng Chạp. Dục thúc nhân sanh kiếm đạo màu, sao còn vài tưởng chuyện đâu đâu. Sự sống người đời ôi thấy khổ, miệt mài đạo đức dễ quyền sâu. Hùng ca chuyển kiếp, chuyển pháp kiếm tôi hiền. Thiên địa tuần quần chẳng gì riêng, gian định phản thần ôi nhơ nhuốc. Nhìn lòng trung hiếu sách ghi biên. Đó là 8 câu trong bài 29 tháng Chạp mà đồng đạo qua dặn thọ nêu lên. Kính nhờ đạo tràng chúng ta chia sẻ để đồng đạo cùng nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Bây giờ tôi xin chia sẻ cái bài 29 tháng Chạp. Dục trúc nhân sanh kiếm đạo màu, sao còn hoài tưởng chuyện đâu đâu. Sự sống người đời ôi thấy khổ, miệt mài đạo đức dễ quyền sâu. Hùng ca chuyển pháp kiếm tôi hiền, thiên địa tuần quần chẳng dĩ riêng. Gian định phản thần ôi nhơ nhuốc, nhìn lòng trung hiếu sách ghi biên. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, dục thúc tức là hối thúc. Nhân sanh, nhân là người, sanh là sống, những cái người sống ở trên cái cõi ta bà này. Kiếm là tìm kiếm đạo màu, đạo là cái chân lý là cao sâu, màu nhiệm kín đáo, mà cái chân lý đó hết sức là quyền diệu. Thì mình Đức Thầy dục thúc mọi người nên tìm kiếm để cho thấu hiểu được cái chân lý, để thực hành theo, để không để cho nó để mình thực hành đúng theo chánh đạo. Chứ mình không có hiểu được cái chân lý thì mình làm sai, mình không có biết. Bởi vì chân lý là cái lẽ thật, cái lẽ thật ấy. Đạo cũng là cái tôn giáo, cho nên là đạo nó có ba cái nghĩa. Đó là đạo là cái con đường để có công năng đưa chúng sanh từ bờ mê qua bến giác. Đạo là cái bổn phận. Đạo là cái lý tánh tuyệt đối, tức là cái chân lý tuyệt đối, nó rất cao sâu màu nhiệm. Sao còn hoài tưởng chuyện đâu đâu? Sao là tại sao? Cái thầy nói là bây giờ đã đem cái chân lý chỉ dạy tường tận như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ sao mà tại sao mà mọi người cứ hoài tưởng, hoài là tưởng nhớ, là lo nghĩ những cái chuyện gì ở trong lòng mình, những cái chuyện đâu đâu á, cái chuyện nó không có đem lại cái kết quả gì mà cái tư tưởng của mình cứ nhớ nghĩ tới cái chuyện đó hoài. Nó đúng là Đức Thầy cũng nói là cứ nghĩ tới cái danh lợi tình không à. Cái danh lợi tình ở thế gian á, thì nó không có tồn tại. Vinh hoa dường thể cúc mây, cuối mùa tàn rụi lâu dài đặng đâu. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua cõi khổ theo chầu Phật tiên. Tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiềm trói thân. Cho nên là Đức Thầy nói sao mà còn tưởng nhớ nghĩ đến những cái chuyện đâu đâu vậy. Cái chuyện nó không có tồn tại, nó không có vững chắc. Mà tại sao không có tìm đạo lý mà đi tìm những cái việc đó? Ở đây là Đức Thầy trách. Sự sống người đời ôi thấy khổ. Sự làm việc sống là sinh sống, cái người mà đang sống ở trên cái cõi đời này, những cái sự việc đời đó, đời là khi sanh ra rồi cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng, đó là chấm dứt một cái đời người. Mà cái sự sống trên đời đó, nhìn thấy toàn là cảnh khổ không à. Đức Thầy nói cảnh thế gian dường thể chốn lao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đạn. Cho nên là Đức Thầy nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Đức Thầy nhìn thấy chúng sanh là sống ở trong cái dòng đau khổ không à. Mà bây giờ mà tại sao mà tham đắm như vậy để làm gì? Cho nên Đức Thầy khuyên miệt mài đạo đức dễ quyền sâu. Miệt mài là mãi miết nghe theo dõi để mà cái đạo đức cao dồi, cho nó cái thân tâm cho nó được tốt đẹp. Đạo là cái tôn giáo, đạo là cái con đường, đức là cái tâm lành, đức là cái tâm lành. Dễ quyền sâu, dễ quyền sâu là tức là Đức Thầy nói những cái nẻo cao sâu màu nhiệm kín đáo,
để cho mình phải cố gắng mà tìm hiểu cho tận tường, để cho mình thấu 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 hiểu rằng là cái cuộc đời nó chỉ là cái đau khổ thôi, mà con người mà chỉ tu mà được giải thoát cái kiếp sanh tử luân hồi đó, mới hết khổ được. Cho nên miệt mài đạo đức dẻ quyền sâu, hùng ca chuyển pháp kiếm tôi hiền. Hùng ca là cái bài ca hùng tráng, là ngài kêu gọi khắp mọi nơi, cũng như, giống như cái bài ca mà hùng tráng vậy đó. Chuyển pháp là luân chuyển pháp kiếm tôi hiền, cái tức là ngài chuyển cái pháp luân đó, là luân chuyển pháp hết, nói cái phương pháp này rồi chỉ cái phương pháp khác cho nó phù hợp với cái trình độ chúng sanh. Mỗi cái chúng sanh cái trình độ nó không giống nhau, cho nên ngài phải luân chuyển pháp để mà chỉ dạy. Pháp là cái phép tắc, tức là cái cách thức để người tu hành. Thì mỗi cái thời kỳ á, cái trình độ nhân sinh nó không có giống nhau. Cho nên là Đức Thầy nói hùng ca chuyển pháp kiếm tôi hiền. Kiếm tôi hiền là kiếm cái người hiền, kiếm cái người hiền là để mà làm đệ tử của Đức Phật. Kiếm tôi hiền, thiên địa tuần quần chẳng chỉ riêng. Thiên địa tuần quần đây là muốn nói cái sự vận hành của tạo hóa, hết suy rồi nó tới thạnh, hết cái hạ quân hạ rồi chuyển qua thượng quân thượng, mà từ hạ quân hạ chuyển ngược lại thượng quân thượng đó, thì cái luật trời đó không có thiên vị một ai đó. Cái người nào làm gian ác đó, thì sẽ bị cái luật nhân quả đào thải, còn cái người nào mà làm chân chánh thì sẽ được ban thưởng. Cho nên thiên địa tuần quần chẳng chỉ riêng, không có riêng một cái người nào hết. Người nào mà hả miễn rơi vào cái định nghiệp thì phải bị cái luật nhân quả trừng phạt vậy thôi, còn cái người nào mà lập công bồi đức thì sẽ được ban thưởng, không có riêng ai hết. Thiên địa tuần quần là rất công bình, tuần quần là chung nhi, thiên địa tuần quần chung nhi phục thủy đó. Hết cái mà hạ quân hạ chuyển qua thượng quân thượng, đó là cái chu kỳ của cái lý tam quân, nó là như vậy đó. Ở đây thì tại vì có bảy chữ cho nên Đức Thầy phải cô động vậy, chúng ta phải hiểu là Đức Thầy muốn nói là thiên địa tuần quần trong như phục thủy, thì cái sự tuần quần của tạo hóa nó không có thiên vị một cái người nào hết á. Gian nịnh phản thần ôi nhơ nhuốc, gian nịnh, gian là tức là xảo trá, nịnh là nịnh hót bỡ đỡ, phản thần là đi ngược lại với cái trung thần, cái phản thần. Ôi nhơ nhuốc là Đức Thầy than những cái hạng người này nè, những cái người gian nịnh phản thần nè đều là nhơ nhuốc chứ không có tốt đẹp, không có tốt đẹp. Đức Thầy than những cái người này sẽ bị luật nhân quả đào thải đó. Thì Đức Thầy nói là thiên địa tuần hoàn chẳng chỉ riêng, đó là những cái gian nịnh phản thần ôi nhơ nhuốc là đều bị luật nhân quả đào thải hết. Dình lòng trung hiếu sách ghi biên, dình là giữ, lòng là cái tâm, trung hiếu lưỡng toàn đó, thì sách sử từ ngàn xưa tới bây giờ còn ghi chép để lại và có đền miếu thờ. Cho nên dình lòng trung hiếu sách ghi biên, chứ còn mình làm gian nịnh phản thần thì sẽ bị luật nhân quả đào thải. Mà cái người mà dình lòng trung hiếu thì sách ghi biên. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, tóm lại cái 8 câu này thì Đức Thầy nói là Đức Thầy hối thúc mọi người sống ở trên cái thế gian này hãy ráng cố gắng tìm kiếm cái chân lý của đạo, đó là cái điều cao sâu màu nhiệm kính đáo, đó là cái chân lý tuyệt đối. Mà cái chân lý tuyệt đối đó là nó hợp lẽ tự nhiên. Cái người mà thực hành theo đúng cái chân lý thì sẽ được hưởng muôn điều tốt đẹp và hạnh phúc, và đi qua bên kia bờ giải thoát. Ngày sau còn hoài tưởng chuyện đâu đâu, đã có cái chân lý rồi, Đức Thầy truyền dạy rồi, như vậy mà không chịu làm theo, bây giờ còn lo nghĩ tới cái danh lợi tình làm gì. Những cái thứ này nó không bao giờ tồn tại đâu. Khi nhắm mắt xuôi tay thì nó là cái của thế gian, chứ cũng không có của riêng của mình được.
sự sống người đời ơi thấy khổ. Đức thầy nhìn cái cõi ta bà toàn là cái sự khổ không ạ? Mà đức thầy cho biết là cả sang hèn chẳng ai thông thả, toàn là khổ không ạ? Đạo đức miệt mài, đạo đức vẽ quyền sâu đó. Đức thầy vẽ là chỉ dạy đó, vẽ là chỉ dạy cái lẽ cao sâu màu nhiệm kín đáo. Rồi hùng ca chuyển pháp kiếm tôi hiền đó, hùng ca là hát cái bài ca hùng tráng là ngay hết lòng để mà kêu gọi rồi ngày luân chuyển pháp để cho nó phù hợp với cái trình độ nhân sanh, để cho người ta tu để cho đạt được cái hiệu quả. Rồi ngài thông báo cho biết là thiên địa tuần hoàn, chẳng có riêng ai, chẳng có vị riêng một cái người nào. Mà nếu người nào gian định phản thần, ôi nhơ vuốt thì đã bị cái luật nhân quả đào thải. Thì dìm lòng trung hiếu sách ghi biên, những cái người mà hiếu trung lưỡng toàn đó, chẳng những sách sử ghi biên mà đến đời Thượng Quân Thánh Đức sẽ được vào để mà có mặt ở đời Thượng Quân Thánh Đức, sống cảnh hiện phó hạnh phúc an vui. Kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo.